Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu có gần 200 hộ đồng bào dân tộc Chơ Ro đang sinh sống. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền địa phương đã tạo điều kiện nâng cao cuộc sống của đồng bào dân tộc Chơ Ro nơi đây có bước phát triển rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào đã có chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, phía sau tôi đây là cái công trình cấp nước do nhà nước đầu tư xây dựng để hỗ trợ nguồn nước sạch cho bà con đồng bào dân tộc Chơ Ro ấp 1 xã Phú Lý. Ngoài ra thì bà con còn được hỗ trợ 70% kinh phí khi mà mua cái bình nước lọc, và hiện tại thì đã có trên 85% bà con sử dụng bình nước lọc để sử dụng nước sạch. Là một người con của đồng bào dân tộc Chơ Ro, đồng thời là cán bộ ấp, ông Nguyễn Đình Biên rất vui mừng khi kể về cuộc sống hiện tại của bà con dân tộc mình nơi đây. Năm 2005, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ trên 7 tỷ đồng xây 64 căn nhà kiên cố cho những hộ khó khăn. Từ đó đến nay, các cấp, ngành, đơn vị cũng đã vận động xây dựng thêm hơn 40 căn nhà tình thương khác. Về phát triển kinh tế, thì từ hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, nhận thức của bà con cũng ngày một tiến bộ. Thay đổi cơ cấu cây trồng. Rồi trồng cây cam, cây bưởi, cây quýt, những cây mà phát triển kinh tế. Nên từ chỗ đó cái nguồn thu nhập của bà con, của đồng bào dân tộc có sự tiến bộ. Ở các nhà doanh nghiệp ở đây người ta hỗ trợ cho bà con đồng bào dân tộc đây cũng như đường thắp sáng. Hàng tháng thì bà con, mỗi gia đình tự người ta đóng góp tiền để trả tiền cho nhà nước. Cho nên cái sự tiến bộ của bà con người ta hiểu được những việc của người ta làm. Cũng lâu lâu về nhà nước cũng cho tôi tham quan, học hỏi thêm cách thức làm ăn của địa phương khác, tôi về tôi áp dụng khoa học kỹ thuật đó về để tôi tiếp tục làm giàu cho gia đình và có lợi cho xóm làng chỗ nơi tôi đang ăn ở bây giờ. Không chỉ đổi thay về mặt kinh tế, đời sống mà về giáo dục văn hóa cũng ngày một nâng lên. Trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường, học tập đầy đủ. Có nhiều con em dân tộc ở địa phương đã trưởng thành tốt. Thế hệ trẻ của người đồng bào dân tộc tại xã Phú Lý thì được chính quyền địa phương cũng như Đảng và Nhà nước đặc biệt rất là quan tâm, tạo điều kiện học tập cũng như quan tâm đến đời sống của thế hệ trẻ. Và khi mà các em học tập xong, làm việc xong thì được chính quyền địa phương tạo giới thiệu việc làm cho các em để phát triển cái ngành nghề mà mình đã học tập. Hàng năm chúng tôi tổ chức những cái lớp truyền dạy về đánh cồng chiêng cho các cháu thiếu niên của đồng bào để duy trì truyền dạy cái giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ hai là cũng hỗ trợ đồng bào là duy trì cái lễ hội cúng thần lúa, lễ hội sa dân gia hàng năm. Thứ ba thì quan tâm cái đào tạo đội ngũ cán bộ. Toàn huyện hiện nay là có 61 đảng viên đồng bào các tộc thiểu số tham gia sinh hoạt trên địa bàn của huyện. Những đổi thay của bà con đồng bào dân tộc nơi đây đã góp phần thay đổi diện mạo mới của địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và tiến tới hoàn thành nông thôn mới nâng cao.